thế nào là lực trì thế nào là được vui mừng lớn thế nào là vào sâu phật pháp thế nào là y chỉ thế nào là phát tâm không sợ hãi thế nào là phát tâm không nghi hoặc thế nào là không nghĩ bàn thế nào là lời khéo léo bí mật thế nào là trí khéo phân biệt thế nào là vào tam muội thế nào là vào khắp thế nào là môn giải thoát thế nào là thần thông, thế nào là minh, thế nào là giải thoát, thế nào là vườn rừng, thế nào là cung điện, thế nào là sự ưa thích, thế nào là trang nghiêm, thế nào là phát tâm bất động. Thế nào là không bỏ tâm sâu lớn Thế nào là quán sát Thế nào là thuyết pháp Thế nào là thanh tịnh Thế nào là ấn Thế nào là trí quang minh Thế nào là vô đẳng trụ Thế nào là tâm không hạ liệt Thế nào là tâm tăng thượng như núi, thế nào là vào trí vô thượng bồ đề như biển, thế nào là trụ như thật, thế nào là phát tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang, thế nào là đại phát khởi, thế nào là đại sự rốt giáo, thế nào là tin bất hoại, thế nào là thọ ký, thế nào là hồi hướng căn lành, thế nào là được trí huệ, thế nào là phát tâm rộng lớn vô biên, thế nào là phục tạ thế nào là luật nghi thế nào là tự tại thế nào là dụng vô ngại thế nào là chúng sinh dụng vô ngại thế nào là cõi nước dụng vô ngại thế nào là pháp dụng vô ngại thế nào là thân dụng vô ngại thế nào là nguyện dụng vô ngại thế nào là cảnh giới dụng vô ngại thế nào là trí dụng vô ngại thế nào là thần thông dụng vô ngại thế nào là thần lực dụng vô ngại thế nào là lực dụng vô ngại thế nào là du hí thế nào là cảnh giới thế nào là lực thế nào là không sợ hãi thế nào là pháp bất cộng thế nào là nghiệp thế nào là thân thế nào là thân nghiệp thế nào là thân thế nào là lời thế nào là tịnh tụ lời nghiệp thế nào là được giữ gìn thế nào là thành biện việc lớn thế nào là tâm thế nào là phát tâm thế nào là tâm khắp cùng thế nào là các căn thế nào là tâm thâm sâu thế nào là tâm thâm sâu tăng thượng thế nào là siêng tu thế nào là quyết định giải thế nào là quyết định giải vào thế giới thế nào là quyết định giải vào cõi chúng sinh thế nào là tập khí thế nào là giữ lấy thế nào là tu thế nào là thành tựu Phật Pháp? Thế nào là thối thất đạo Phật Pháp? Thế nào là đạo lìa sinh? Thế nào là Pháp quyết định? Thế nào là đạo sinh ra Phật Pháp? Thế nào là danh hiệu đại trượng phu? Thế nào là đạo? Thế nào là vô lượng đạo? Thế nào là trợ đạo? Thế nào là tu đạo? Thế nào là trang nghiêm đạo? Thế nào là chân? Thế nào là tay? Thế nào là bụng? Thế nào là tạng? Thế nào là tim? thế nào là mặc giáp, thế nào là khí trượng, thế nào là đầu, thế nào mắt, thế nào là tai, thế nào là mũi, thế nào là lưỡi, thế nào là thân, thế nào là ý, thế nào là đi, thế nào là đứng, thế nào là ngồi, thế nào là nằm, thế nào là chỗ ở, thế nào là chỗ đi, thế nào là quan sát, thế nào là quan sát khắp, thế nào là phấn tấn, thế nào là sư tử hống, thế nào là thí thanh tịnh